cái gì sọt đi nha trang kia để còn lại về đến tết về luôn tết dù cuốn bữa đó nó đen và đó mà cuốn hèo mà còn có bún à. Chứ bà Vy á, bà đó là bà cũng nhiều không đều lên không cũng bao tạng dễ như lá đều cũng bao tạng không, cái nó tới nái rồi, lừa đảo nhau. Vậy trước thì Trung Quốc nó sang nó mua lá điều này mình đó, mua mấy ông nội ông ngoại mang thuốc cỏ để bán lá đâu bắp, thuốc cỏ cho nó rụng lá. Ừ. Đó thì sau điều sạch. Bây giờ nó điều vậy cũng cái nói cái này không chịu đâu cùng cái tiền đó cái gì đâu em cái gì tạo ra. Ừ.
cho người đều thì sao người ta muốn không, người ta gom cái đốt là người ta đốt để muốn không. Đúng nhà ông không nghiệm heo hết, ông không gọi đó, nghe nghe tới cái điều đó ông cắt cho tiểu đến điều rồi đã điều đi gom đốt. Ông nội kia kia bây giờ để đã điều đi cho nó mục này kia rồi cho nó không hết. Dạ nha, alo. Dạ nha. Dạ. Ủa, hôm nay có lên trên đấy không? Nãy có lên trên công trình không? À, ông xuống, ông bảo là nếu mà anh đi thì taxi, mà nếu mà anh xuống thì đi xe anh. Dạ vâng, anh nhé. À, 1:30 anh. Dạ. Tại 2:30 anh Vĩnh đón anh, ông ấy đón anh Vĩnh từ trên Phước Bình xuống á. À, anh Vĩnh 2:30 anh trên đấy anh xong xuống đi. Không, có mỗi Vĩnh, anh Vĩnh thôi, với cả bên khu à. Vâng, tại vâng. Vâng. Vâng, thì để em đi taxi. Dạ vâng. Dạ. Đường nâng cấp mà đường cấp rồi chứ không rồi. Trời trời, năm đây mấy năm mình thằng bò, thằng bò đá trong cái này đó. Nó bỏ ra mười mấy tỷ ra rồi nó nâng cấp, nó kéo đường điện lên vô lên tới đó thầy. Thì thời gian nhà tôi vẫn thèm mấy tỷ là kéo này không chịu. Đi chơi ngày kiếm tiền khỏe hơn là đi làm bữa khác. Lúc đó là mấy thằng một điện là thuộc điện Long An nè, trước cột của nó có 18 hay 10 mét, bây giờ nó có cái cột 12 mét. Cái đường điện bên kia nữa là đây là nó ra ngoài nó đổ thân đen
Sau cái trái là chín xẻ đôi ra nhà. Đâu giờ con trẻ đi với bà hư á, nó bóc khỏi cho luôn. Dám bỏ hành luôn á. À, nếu con trẻ ra hư rồi bóc khỏi cho luôn. Không có ngọt nữa chị. Em biết không, cái da nó đen, nó không có đẹp. Trong mới là vàng. Trong mới là vàng, nó ngọt. Đúng với quý vị. Dạ, cái thải nó giống y như bị nông nước vậy đó. Thì trẻ hử ơi. Rồi, ghé, trẻ lên rồi, ghé ra đây. Ghé ra đây. Ghé. Ghé ra rồi. Sao đâu? Trời ơi, cái gì đâu, cái bít mà tấm hồng ta, để đèn hồng ta. Nghe, thấy luôn. Nói là ăn, cái hồng đâu. Không to không lấy tiền. Đó. Được chưa? Này to kìa. Nó hư đâu? Đó. Đó. Lại chưa biết không? Cái vỏ của nó dồn thấy nó không quái gì mà trong ruột nó lại vàng. À. Đó. Vàng thật luôn đó không? Cái vỏ này nó không thấy đẹp nhưng mà ở trong ngoài ra được. Đó, coi lại coi kìa, vàng thật luôn. Mình đang trứng rau, thấy thơm quá, rau bẻ luôn. Còn bánh trái đâu kìa, bẻ hai trái luôn mà. Dạ. Trái bự vậy đó. Dạ vâng. Dạ. Vâng, tí cho anh. Không biết mà trồng nhà mình ngon là đất tốt đấy. Đến biết mà ngon là đất nhà mình tốt. Biết không, cái vỏ giờ thấy nó không có đẹp đúng không? Nhưng mà cái muối cho ăn được. Cái này đây xấu nhưng mà ở trong nó xấu. Tôi nếu mà tôi thì tôi cô tôi nó sơn đúng không? Bây giờ thấy ngoài nó đẹp mà trong nó không đẹp là cũng xong. Trong nó trắng tư rồi cô. Ok ca. Ok hết chốn bán số rồi. Tôi thiếu quá mà, mà thiếu một sổ rồi 700 mấy, sợ quá. Bây giờ rồi muốn tôi bán luôn, nếu bán. Tôi bán là hết nhanh luôn á. Số mà muốn bán mấy tiền nha. Không có, mà thiếu quá rồi, hết chốn. Giờ làm rau với bả rồi chơi 200 một giờ. 30 chục rau. Hạ dù luôn đi chú ơi. Hạ dù xuống luôn.
đứng luôn chứ để gió to này là gãy rù chứ. Mà không phải bay ra ngoài đường nó che được bảo. Nguy hiểm. Kia gãy gãy một cành.